Trong kẹt ba này nè cả nhà ơi, xuống vô trong đây luôn á. Hello, xin chào cả nhà đến kênh của em nha. Thì bữa nay em có chuẩn bị thao với gỗ dưới ấy rồi nè cả nhà ơi. Em đi dọ kiếm cái đường mương nào nhiều em tát đi dài nãy giờ từ khúc kia tới khúc này, thấy cái con chỗ này còn cái dũng này ngon quá nè. Ủa cá ọc nheo chân cả. Ọc cũng bộ mà ta. Mình lại đây mình kiếm cái quay, mình quay cái máy mình lên thử xem. Có tay quay mình quay lên cái bắt đầu mình bơm nước ra mình ấy đồ nó mình khỏi xác thì nó khỏe. Không có tay quay vậy. Ta đặt cái máy đây mà không có tay quay. Bây giờ đang có mình tát luôn chứ sao giờ. Tát kèm teo chắc mình tát qua bên mép đó quá. Bên đây mình tát bên đó. Cái dũng này quá trời cá ục luôn. Dài dài cái kia nó khô ra giờ này còn có mỗi cái dũng này là có nước. Cô nè. Cái dớ nó khô ra. Đặt ở trên khô luôn. Quá trời khô nước luôn này còn cái dũng này là ngon nè. Dũng này còn nước. Ý kìa con cái chơi mà nó ấy luôn rồi kìa đi nè. Cái cá nhiều rồi ta ơi. Ê có con cá chơi nè. Đi nó xịn luôn rồi. Tát. Cái chỗ đó hồi nãy tinh tát rồi đó mà quên nó tát trong đâu qua mình tát ra đó cái chỗ ống bọng nó chảy ngược lại tát ra là cái cuối vào trên đó luôn. Cái này phải dùng lực hơi cao nè. Mình tắt hơi vậy mình mở được rồi cả nhà ơi. Cái này nó cũng cạn quá rồi. Mở nó gai nha cây. Nếu như mò không được cái mình ha bơ tát rồi nữa. Ê. Thấy động cá lóc ở cái rô hay gì á. Chơi cái gì á? Ở trong cái bao này nè. Đâu vậy? Ý, có cái sạc, cái rô gì á.
dạ lên đây coi chừng chạy lên đây nữa. Hồi nãy con cá đâu nằm có xếp đinh này cái nhỉ? Rồi nè cả nhà ơi, chuối vô trong đây luôn á. Biết còn không nữa. Hồi nãy bác Dính có một con một. Sâu quá trời luôn. Họ vòng vòng qua bên đây thì sẽ có. Ê ê ê ê ê. Ê.
Ủa có con dĩa chuối quá trời luôn nè. Ôi cá đâu kiếm cái nhà ơi. Cái nào. Cá không được bữa không á. Mất hai con. Cái này em thấy gì mà cái này nó ít cá ta. Ủa mình lại mò trong cái ống bổng này thử coi có cá không. Sâu quá à. Để em kiếm cái cây diễm thọt cho con. Quá trời chứ. Cái mỏng nó hơi dài đó. Chắc nó chạy qua bên đây à. Đâu rồi ta? Nó chạy qua chưa nữa. Tại vì cái ống bọng này nó hơi dài này cả nhà. Anh thọt thì cho chạy qua bên kia. Để mò vòng vòng thử coi nó có chạy ra đây chưa. Mình qua bên kia mình coi thử đi. Qua đây mình kiếm cho nó kìa. Vì là nó còn ở bên đây nè cả nhà ơi. Chạy nãy là em đụng cái đuôi nó luôn. Nè. Nó chạy ngược lại đầu đây luôn á. Đi không được bữa hôm là nãy em đụng đuôi nó. Chạy qua thuốc ở bên đây. Mở thương thiệt trời. Cái dũng này gì mà có hai con. Yeah.
dũng gì mà mò có hai con cả nhà, có được ba con, hai cái chơi với trên cái đồ kiếm này. Tính mò nữa mà tối quá trời, thôi em vô. Cả nhà theo dõi clip này, đăng ký kênh và chia sẻ kênh giúp em nha. Đăng ký đi theo dõi video tiếp theo của em cả nhà. Bye bye.